Kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang. Trong chương trình tối nay thứ bảy ngày 1 tháng 8 có những nội dung đáng chú ý sau đây. Trải qua 90 năm, công tác tuyên giáo của Đảng ngày càng khẳng định sự trưởng thành, phát triển và lớn mạnh không ngừng, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Chủ động tích cực trong công tác phòng chống dịch góp phần quan trọng trong việc chung tay đẩy lùi dịch COVID-19. 5 năm qua, Tuyên Quang đã chấp thuận chủ trương đầu tư cho trên 300 dự án, trong đó có 11 dự án của nhà đầu tư nước ngoài với tổng số vốn đăng ký trên 48.000 tỷ đồng. Trong phần tin quốc tế, thế giới ghi nhận số ca nhiễm cao kỷ lục, WHO cảnh báo sống chung với dịch. Kinh tế của khu vực đồng tiền chung châu Âu Eurozone giảm mạnh nhất từ năm 1995. Chiều nay, Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức hội nghị công bố quyết định nghỉ hưu để hưởng chế độ đối với đồng chí Phạm Minh Huấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Dự hội nghị có đồng chí Chẩu Văn Lâm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, các thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành, huyện, thành phố. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm đã ghi nhận, cảm ơn những đóng góp của đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Minh Huấn trong công cuộc xây dựng và phát triển chung của tỉnh. Trải qua nhiều cương vị công tác, bằng sự rèn luyện, nỗ lực phấn đấu không ngừng, những công hiến, nỗ lực của đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Minh Huấn đã được Đảng, Nhà nước và các tầng lớp nhân dân tỉnh Tuyên Quang ghi nhận, đánh giá cao. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm cũng mong muốn đồng chí Phạm Minh Huấn với kinh nghiệm công tác của mình tiếp tục có những công hiến và đóng góp ý kiến cho tỉnh để Tuyên Quang trở thành tỉnh khá toàn diện trong các tỉnh miền núi phía Bắc. Thưa ủy quyền của Ban Bí thư Trung ương Đảng, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm đã trao quyết định nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm cho đồng chí Phạm Minh Huấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Tại buổi công bố quyết định, đồng chí Phạm Minh Huấn đã bàn giao công việc. Thưa quý vị và các bạn, ngày 1 tháng 8 năm 1930, Ban Cổ động và Tuyên truyền của Đảng Cộng sản Việt Nam đã phát hành tài liệu Ngày Quốc tế đỏ mùng 1 tháng 8. Văn kiện này đánh dấu sự ra đời của bộ máy làm công tác tuyên giáo của Đảng. Nhân kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống ngành tuyên giáo của Đảng, phóng viên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang đã có cuộc phỏng vấn đồng chí Tạ Đức Tuyên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về truyền thống vẻ vang của ngành và những yêu cầu đặt ra đối với công tác tuyên giáo trong giai đoạn hội nhập. Nhân kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống của ngành tuyên giáo của Đảng, xin đồng chí cho biết một số kết quả nổi bật trong công tác tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang. Trong suốt chặng đường truyền thống 90 năm qua, hệ thống tuyên giáo các cấp của tỉnh đã thực hiện rất tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy các cấp về quán triệt và triển khai các chỉ thị, nghị quyết, chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước trên các lĩnh vực kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, xây dựng Đảng. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh, bám sát và đáp ứng kịp thời yêu cầu về nhiệm vụ chính trị, phát huy được hiệu quả thông qua nhiều hình thức tuyên truyền phong phú như là qua thông tin đại chúng, qua tuyên truyền miệng, qua đội ngũ báo cáo viên, rồi qua các trang thông tin điện tử, báo điện tử, mạng xã hội, v.v. Ban tuyên giáo cũng đã tham mưu đề xuất tổ chức thực hiện tốt chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập, làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa 11, khóa 12. Đặc biệt là xác định và thực hiện các việc đột phá, việc làm theo tấm gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh thực sự thiết thực đối với các tập thể và cá nhân cán bộ đảng viên. Công tác nắm bắt tư tưởng dư luận xã hội cũng rất được quan tâm. Từ tỉnh đến tất cả các huyện, thành phố đều có cán bộ cộng tác viên dư luận xã hội hoạt động tốt, giúp cho cấp ủy các cấp kịp thời chỉ đạo giải quyết các vấn đề bức xúc, vướng mắc trong nhân dân ở cơ sở. Và việc theo dõi, đấu tranh, ngăn chặn, phản bác các thông tin xấu độc của các thế lực thù địch, nhất là trên mạng Internet, mạng xã hội trong thời gian vừa qua được cơ quan tuyên giáo các cấp tổ chức thực hiện tốt thông qua hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 các cấp và qua hàng nghìn cộng tác viên, tuyên truyền viên từ tỉnh tới cơ sở.
về trong lĩnh vực nghiên cứu giáo dục lịch sử truyền thống đã có những đề tài nghiên cứu học, xuất bản các cuốn sách có nhiều giá trị như là cuốn Địa chí Tuyên Quang, Từ điển Tuyên Quang, tổ chức nhiều hội thảo, biên soạn các kỷ yếu về hội thảo khoa học có ý nghĩa, có giá trị về Bác Hồ với Tuyên Quang, Tuyên Quang, thủ đô khu giải phóng, thủ đô kháng chiến. Về công tác tham mưu, hướng dẫn kiểm tra, bồi dưỡng lý luận chính trị, hoạt động văn hóa văn nghệ, thông tin đối ngoại, công tác khoa giáo cũng là những nhiệm vụ mà hệ thống tuyên giáo các cấp nhiều năm qua thực hiện tốt, giúp cho cấp ủy nắm bắt và chỉ đạo kịp thời các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Công tác tuyên giáo đã có những cái đóng góp rất là lớn vào sự phát triển chung của tỉnh Tuyên Quang. Vậy thì để đạt được kết quả như thế này thì công tác tuyên giáo của tỉnh đã có cái sự đổi mới trong hoạt động như thế nào, thưa đồng chí? Công tác tuyên giáo đã được gắn kết chặt chẽ với thực tiễn để đáp ứng yêu cầu là kịp thời, chất lượng, sắc bén và hiệu quả. Do đó, từ lãnh đạo đến cán bộ tuyên giáo các cấp đã không ngừng rèn luyện, học tập và nâng cao trình độ năng lực của mình, nhất là tăng cường đi cơ sở để kịp thời nắm chắc tình hình, giúp cho công tác tham mưu, hướng dẫn có chất lượng hơn. Một đổi mới nữa đó là sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan tuyên giáo các cấp với các ngành, các địa phương, quan tâm nắm bắt dư luận xã hội để làm tốt công tác định hướng, thông tin tuyên truyền và phối hợp giải quyết các vấn đề vướng mắc ở cơ sở. Để làm tốt việc này thì ban tuyên giáo các cấp cũng đã xây dựng đội ngũ báo cáo viên vững vàng và mở rộng đội ngũ tuyên truyền viên, thường xuyên cung cấp đầy đủ các thông tin tài liệu cho báo cáo viên, tuyên truyền viên để làm tốt công tác tuyên truyền. Trong thời gian tới thì cái nhiệm vụ trọng tâm và cơ bản nhất trong công tác tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang đó là gì ạ? Trong giai đoạn hiện nay, với yêu cầu của Đảng là phải thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, đặc biệt là về chính trị tư tưởng, công tác tuyên giáo càng có một vai trò rất là quan trọng. Vì vậy, hệ thống tuyên giáo từ tỉnh đến cơ sở cần phải chủ động nắm chắc tình hình, bám sát vào các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước để làm tốt chức năng tham mưu và định hướng, hướng dẫn thực hiện các nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Thứ hai là tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng mọi lĩnh vực trong công tác tuyên giáo. Chú trọng về công tác tuyên truyền, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh với các âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch, với các biểu hiện suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa. Thứ ba là phải không ngừng củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo, đặc biệt là giữ vững bản lĩnh chính trị, tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, nâng cao trình độ lý luận gắn với thực tiễn, sát với cơ sở, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ để thực hiện tốt hơn nữa các chức năng, nhiệm vụ của ngành trong thời gian tới. Một lần nữa xin cảm ơn đồng chí đã tham gia cuộc phỏng vấn. Nhằm nâng cao chất lượng hoạt động công tác tuyên truyền, trong thời gian qua, Ban tuyên giáo huyện ủy Hàm Yên đã chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền miệng, hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, tham mưu quán triệt, triển khai kịp thời các chỉ thị nghị quyết của Đảng, nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ huyện, duy trì thông tin thời sự và định hướng thông tin cho cán bộ đảng viên và nhân dân trên địa bàn. Tuyến đường từ cầu Bợ đi thôn 3 Thái Thủy, xã Thái Sơn, huyện Hàm Yên đang trong công đoạn hoàn thành cuối cùng. Để có tuyến đường này, từ sự tuyên truyền vận động của Bí thư chi bộ Ngô Văn Phượng và các đoàn thể, 40 hộ dân trong thôn đã tự nguyện hiến trên 4.000 mét vuông đất. Tuyên truyền để người dân hiểu, làm theo. Đó chính là suy nghĩ của ông Phương cũng như những cán bộ làm công tác tuyên giáo. Sự quyết tâm của chi bộ, như của thôn và cùng với nhân dân đã giải phóng xong cái tuyến đường, bàn giao công tác mặt bằng để cho doanh nghiệp thi công. Trong thời gian qua, Ban tuyên giáo huyện ủy Hàm Yên đã tích cực chủ động tham mưu và phối hợp với các cơ quan liên quan, tham mưu giúp cấp ủy, lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện có kết quả các lĩnh vực công tác tuyên giáo, tập trung triển khai học tập quán triệt các chỉ thị nghị quyết của Trung ương. Cùng với đó là định hướng thông tin tuyên truyền cho cán bộ và nhân dân trên địa bàn. Ban tuyên giáo đã kịp thời nắm bắt, phản ánh tình hình, góp phần giải quyết có hiệu quả các vấn đề bức xúc trong xã hội, ổn định tình hình tư tưởng trong cán bộ đảng viên và quần chúng nhân dân. Trong năm qua, đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo thì đã luôn luôn bám sát nhiệm vụ chính trị, tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo, thông tin tuyên truyền kịp thời các cái chỉ thị, nghị quyết của Đảng.
Chúng tôi thường xuyên đổi mới nội dung và phương pháp thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên. Để nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, Ban tuyên giáo huyện ủy tiếp tục bồi dưỡng, nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo, triển khai có hiệu quả việc thực hiện chỉ thị số 05 gắn với nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về xây dựng Đảng, đổi mới phương pháp giáo dục lý luận chính trị, quán triệt nghị quyết chỉ thị của Đảng. Tích cực nắm bắt tình hình dư luận xã hội, tâm tư nguyện vọng của cán bộ đảng viên về các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Từ hiệu quả của công tác tuyên giáo, góp phần hoàn thành các mục tiêu kinh tế xã hội của huyện Hàm Yên đã đề ra. Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang vừa có công văn số 2381 về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở ban ngành, cơ quan đơn vị thuộc tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện thành phố tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm các quan điểm, nguyên tắc, phương châm sau. Thống nhất nhận thức và hành động, quán triệt sâu sắc quan điểm chống dịch như chống giặc, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và mọi người dân, đề cao kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm người đứng đầu, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch theo chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh. Đồng thời, thực hiện mục tiêu tiếp tục phát triển sản xuất kinh doanh, giải quyết việc làm theo đúng chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh với các điều kiện cụ thể. Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phải gương mẫu đi đầu trong việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch. Kiên định thực hiện các nguyên tắc phòng chống dịch như ngăn chặn, phát hiện, cách ly, khoanh vùng, dập dịch, đồng thời với việc làm tốt công tác điều trị, hạn chế thấp nhất người tử vong, tuyệt đối không lơ là chủ quan, không để dịch bệnh bùng phát trên địa bàn tỉnh, bảo vệ tốt nhất tính mạng và sức khỏe của nhân dân. Đẩy mạnh thông tin tuyên truyền về tình hình diễn biến dịch bệnh, các biện pháp phòng chống dịch và khuyến cáo người dân đề cao cảnh giác, chủ động và tự giác thực hiện các biện pháp phòng chống dịch như đeo khẩu trang nơi công cộng, trên các phương tiện giao thông công cộng, hạn chế tụ tập đông người khi không cần thiết, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, dung dịch sát khuẩn. Các cơ sở kinh doanh thương mại dịch vụ, khu luyện tập thể thao, khu di tích, danh lam thắng cảnh hoạt động nhưng phải thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn phòng chống dịch như trang bị phòng hộ cho nhân viên, bố trí đầy đủ phương tiện vật tư để rửa tay sát khuẩn tại cơ sở và đảm bảo giãn cách khi tiếp xúc tối thiểu là 1 mét. Hoạt động vận chuyển hành khách công cộng liên tỉnh, nội tỉnh thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn phòng chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Giao thông Vận tải như hành khách và lái xe phải đeo khẩu trang, bố trí đầy đủ phương tiện, xà phòng, dung dịch sát khuẩn để rửa tay cho hành khách. Dừng các hoạt động lễ hội, nghi lễ tôn giáo, giải đấu thể thao, sự kiện có tập trung đông người tại nơi công cộng, sân vận động và các sự kiện lớn chưa cần thiết. Giám đốc Sở Y tế và Thủ trưởng các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Căn cứ diễn biến dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh, Sở Y tế chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh về mức nguy cơ và đề xuất áp dụng các biện pháp phòng chống dịch phù hợp với từng mức nguy cơ theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Khẩn trương rà soát, củng cố và thực hiện nghiêm các quy định về các biện pháp phòng và kiểm soát lây nhiễm dịch bệnh đã ban hành. Tăng cường các biện pháp sàng lọc, chỉ định xét nghiệm sớm SARS-CoV-2 đối với người từ thành phố Đà Nẵng và các địa phương có ca nhiễm trong cộng đồng trở về hoặc đến tỉnh Tuyên Quang trong vòng 14 ngày. Những trường hợp có liên quan theo các thông báo khẩn của Bộ Y tế, phát hiện sớm ca bệnh, cách ly kịp thời, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng phát hiện muộn ca bệnh. Phải đảm bảo năng lực cho hệ thống y tế, đảm bảo công cụ, phương tiện, vật tư phục vụ cho xét nghiệm trên diện rộng, các cán bộ, lực lượng chuyên môn đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch. Rà soát phát hiện toàn bộ các nguy cơ thiếu an toàn phòng chống dịch của bệnh viện, cơ sở y tế và khẩn trương khắc phục các vấn đề tồn tại ngay sau khi đánh giá. Chủ trì phối hợp với các ngành, các đơn vị liên quan chuẩn bị sẵn sàng kích hoạt hoạt động của các cơ sở cách ly, điều trị, sẵn sàng ứng phó với các trường hợp có các bệnh dương tính và rà soát các khu cách ly y tế tập trung phòng chống dịch COVID-19. Thủ trưởng các cơ sở khám bệnh chữa bệnh hoàn toàn chịu trách nhiệm nếu như không triển khai các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 tại cơ sở khám bệnh chữa bệnh được phân công phụ trách. Công an tỉnh chủ trì phối hợp chặt chẽ với ngành y tế và các cơ quan chức năng, các địa phương chủ động nắm chắc tình hình để rà soát, sàng lọc, xác minh tất cả các trường hợp trên địa bàn tỉnh đã từng đi đến thành phố Đà Nẵng từ ngày 1 tháng 7 đến ngày 28 tháng 7. Đồng thời lập danh sách theo dõi các trường hợp có liên quan đến các thông báo khẩn của Bộ Y tế và những người có yếu tố dịch tễ, thông báo với Sở Y tế để phối hợp giám sát, thực hiện cách ly, theo dõi sức khỏe, không để dịch bệnh lây lan ra cộng đồng. Các sở ban ngành trên địa bàn tỉnh và các đơn vị liên quan theo chức năng nhiệm vụ thực hiện nghiêm nội dung chỉ đạo tại văn bản 2303 của Ủy ban nhân dân tỉnh và nội dung những thông báo hướng dẫn của Ban chỉ đạo quốc gia, Bộ Y tế được cập nhật trên trang thông tin chính thống. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện thành phố tập trung lãnh đạo chỉ đạo công tác phòng chống dịch trên địa bàn.
tuyên truyền và hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 đã ban hành. Quản lý tốt địa bàn, kiểm soát chặt chẽ, nắm chắc các di biến động của tất cả các trường hợp nhập cảnh, di chuyển từ hoặc đi qua vùng có dịch đến tỉnh Tuyên Quang, tập trung tổng rà soát, phát hiện những người nhập cảnh trái phép, đưa vào khu cách ly, xử lý nghiêm những tổ chức cá nhân có liên quan tới việc đưa người, chứa chấp người nhập cảnh trái phép. Địa phương nào không phát hiện để người nước ngoài nhập cảnh trái phép trú ngụ trên địa bàn thì người đứng đầu cấp ủy chính quyền phải chịu trách nhiệm. Yêu cầu các cơ quan đơn vị địa phương khẩn trương và nghiêm túc triển khai. Hết công văn. Thưa quý vị và các bạn, trung bình mỗi ngày, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang có khoảng 600-700 người đến khám và điều trị tại bệnh viện. Đây cũng là nơi dễ lây lan nguồn bệnh, nhất là các bệnh về hô hấp. Bởi vậy, trong thời điểm này, bệnh viện tăng cường các biện pháp phòng dịch, đặc biệt là dịch COVID-19. Đo thân nhiệt, sát khuẩn tay và lấy thông tin là những việc bắt buộc đối với tất cả các trường hợp đến khám và điều trị tại bệnh viện. Đối với các trường hợp có yếu tố dịch tễ sẽ được nhân viên y tế hướng dẫn đến phòng khám hô hấp riêng biệt. Bệnh viện cũng đã triển khai nhiều các biện pháp. Ví dụ như khi người bệnh đến khám bệnh thì cũng sẽ được thực hiện khai báo y tế, đeo khẩu trang trước và khi đến cổng viện cũng như trong quá trình thăm khám bệnh, hạn chế việc người nhà đến thăm trong giai đoạn này. Cùng với việc phân luồng bệnh nhân, phun thuốc khử khuẩn ở tất cả các khoa phòng, khuôn viên bệnh viện cũng là một trong những biện pháp để phòng chống dịch bệnh mà Bệnh viện Đa khoa tỉnh thực hiện trong thời gian này. Bệnh viện cũng đã chủ động chuẩn bị nguồn thuốc phục vụ cho công tác điều trị và phòng chống dịch, không để tình trạng thiếu thuốc khi có dịch bệnh bùng phát. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang đã có cái phương án chủ động cung ứng đủ thuốc, vật tư, hóa chất cũng như các phương tiện bảo hộ để đảm bảo cái công tác khám chữa bệnh trong bệnh viện. Chủ động tích cực trong công tác phòng chống dịch, góp phần quan trọng trong việc chung tay đẩy lùi dịch COVID-19, đặc biệt là tại các cơ sở y tế. Đối với mỗi người bệnh, người nhà bệnh nhân cũng cần thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch để đảm bảo an toàn cho chính mình và những người xung quanh. Còn tại các địa phương, đặc biệt là các vùng nông thôn, vùng giáp danh, địa phương có nhiều người tham gia lao động làm việc tại các khu công nghiệp trong và ngoài tỉnh, thì công tác tuyên truyền để người dân chủ động tích cực và không chủ quan trước dịch bệnh là một trong những giải pháp quan trọng để phòng chống dịch COVID-19. Ghi nhận tại xã Phú Lương, huyện Sơn Dương. Những buổi họp đột xuất được cấp ủy chính quyền xã Phú Lương triển khai nhằm cập nhật thông tin, phân công nhiệm vụ cụ thể đến các tổ chức, rà soát quản lý người dân ra vào địa bàn hàng ngày, bàn các biện pháp để người dân nâng cao ý thức cảnh giác trước diễn biến của dịch bệnh. Qua tuyên truyền của địa phương, chúng tôi thì đã tuyên truyền đến từng người dân qua loa truyền thanh của thôn và gọi điện trực tiếp từng hộ gia đình và từng cá nhân đi làm công ty. Thì qua cái diễn biến phức tạp này thì chúng tôi đã kiểm soát rất tốt. Hàng ngày, hệ thống truyền thanh cơ sở cập nhật những tin tức mới nhất. Cùng với đó, mạng xã hội, fanpage của xã cũng hoạt động thường xuyên, tuyên truyền về công tác phòng chống dịch. Tại từng thôn, mỗi thành viên Ban chỉ đạo phòng chống COVID cũng tích cực tổ chức đến từng hộ gia đình, rà soát và tuyên truyền. Đến nay, 100% các hộ dân trên địa bàn nắm và thực hiện nghiêm các yêu cầu về phòng chống dịch. Tôi tuyên truyền cho các chủ xe chở công nhân đi về trong ngày thì phải có cam kết là đảm bảo cái việc phòng dịch. Nếu có biểu hiện thì phải khai báo với cơ sở y tế ngay. Hiện nay toàn xã Phú Lương có 11 thôn với trên 6.000 người, trong đó có 700 người đang tham gia lao động ở các tỉnh lân cận. Trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, với tinh thần chống dịch như chống giặc, cùng các giải pháp hiệu quả, người dân trong xã đã nâng cao ý thức về công tác phòng chống dịch bệnh, đảm bảo phòng bệnh hiệu quả. Những nội dung đáng chú ý sẽ có trong phần tiếp theo của chương trình. 5 năm qua, Tuyên Quang đã chấp thuận chủ trương đầu tư cho trên 300 dự án, trong đó có 11 dự án của nhà đầu tư nước ngoài với tổng số vốn đăng ký trên 48.000 tỷ đồng. Sẵn sàng các phương án ứng phó với mưa bão, rà soát các phương án sẵn sàng triển khai cứu hộ cứu nạn trong tình huống dịch COVID-19 diễn biến phức tạp.
thực hiện chỉ tiêu giá trị sản xuất công nghiệp đạt trên 17.600 tỷ đồng vào năm 2020, theo nghị quyết Đại hội Đảng Bộ Tỉnh lần thứ 16 đã đề ra. Tỉnh Tuyên Quang đã triển khai nhiều giải pháp và đạt được những kết quả quan trọng. Giá trị sản xuất công nghiệp trong những năm qua liên tục đạt và vượt kế hoạch, thu hút được nhiều dự án đầu tư vào lĩnh vực có tiềm năng lợi thế. 5 năm qua, công ty cổ phần giấy An Hòa đã nâng công suất sản xuất của dây chuyền giấy tăng gấp 4 lần và công suất sản xuất dây chuyền bột giấy lên trên 20%. Doanh thu tăng trưởng vượt bậc qua các năm. Từ trên 1.250 tỷ năm 2015 đến năm 2019 đã đạt mốc trên 3.100 tỷ, tăng 150% sau 4 năm. Hoạt động sản xuất của công ty này đóng góp một phần lớn vào kim ngạch xuất khẩu của tỉnh. Cũng chịu ảnh hưởng do dịch COVID-19, nhưng nhờ các biện pháp tìm kiếm thị trường mới nên công ty đã hạn chế được thiệt hại trong sản xuất. Tôi cũng duy trì quan hệ với các bạn hàng quốc tế bền vững nên là cũng giảm bớt được cái rủi ro cũng như giảm bớt được cái thiệt hại do cái dịch bệnh gây lên. Chúng tôi cũng tìm kiếm các cái thị trường mới như châu Âu và thị trường Trung Quốc, thị trường Bắc Mỹ. 5 năm qua, Tuyên Quang đã chấp thuận chủ trương đầu tư cho trên 300 dự án, trong đó có 11 dự án của nhà đầu tư nước ngoài với tổng số vốn đăng ký trên 48.000 tỷ đồng. Các doanh nghiệp đã được tỉnh tạo thuận lợi về nguyên liệu, mặt bằng để triển khai các dự án, tổ chức sản xuất hiệu quả. Năm 2015, giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh đạt trên 10.300 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 29 triệu đồng một người một năm. Đến năm 2019, giá trị sản xuất công nghiệp đạt 15.660 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người đạt 36 triệu đồng một người một năm. Kinh tế của tỉnh tăng trưởng khá so với mức bình quân chung của cả nước. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn đạt trên 8%. Sự có mặt của các nhà đầu tư đã mở ra nhiều triển vọng trong phát triển kinh tế trên địa bàn. Sở cũng sẽ tham mưu cho ban tỉnh thì tiếp tục là kêu gọi đầu tư cũng như là cập nhật những cái dự án mà có thể có khả năng đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp, cơ cấu lại cái ngành công nghiệp hay là ngành công thương làm sao mà thu hút được những cái dự án mà nó có thế mạnh đối với tỉnh. Trong 6 tháng đầu năm 2020, do dịch COVID-19 đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh trong cả nước nói chung và trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang nói riêng. Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 đã đề ra, tỉnh Tuyên Quang thực hiện các giải pháp tháo gỡ các vướng mắc khó khăn trong sản xuất kinh doanh và đẩy mạnh giải ngân, thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh. Tính chung trong 6 tháng đầu năm nay, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng trên 3,5% so với cùng kỳ năm trước. Tuyên Quang đã và đang vượt qua khó khăn của dịch bệnh, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức mục tiêu giá trị sản xuất công nghiệp đạt 17.600 tỷ đồng vào năm 2020, theo nghị quyết Đại hội Đảng Bộ Tỉnh lần thứ 16 đã đề ra. Những năm qua, Mặt trận Tổ quốc huyện Hàm Yên không chỉ dừng lại ở việc tuyên truyền vận động, mà bằng những việc làm cụ thể thiết thực, thông qua đó từng tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới đã được chuyển hóa thành nội dung cụ thể, gắn với thực hiện trong các cuộc vận động, các phong trào thi đua trọng tâm để triển khai thực hiện. Những đoạn đường được bê tông hóa, hai bên trồng hoa, cây cảnh, có điện thắp sáng, thường xuyên được vệ sinh sạch sẽ ở thôn Ninh Tuyên, xã Thái Hòa, huyện Hàm Yên. Kết quả này có được là nhờ Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong thôn thực hiện mô hình sáng, xanh, sạch, đẹp. Từ đó đã làm thay đổi diện mạo cũng như nhận thức của người dân tại khu dân cư. Chi bộ đến các đồng ngành trong thôn, rồi là ban công tác mặt trận đã thành lập được một cái tổ tự quản về đường làng, ngõ xóm. Thì đối với tổ tự quản hoạt động thì mỗi một tháng thì thường thường là làm 2 buổi để quét dọn, rồi là phát đường, rồi là trồng hoa, cây hoa. Thì nhân dân là cũng hưởng ứng rất là nhiệt tình. Một trong những nội dung mà Mặt trận Tổ quốc phối hợp với các đoàn thể của huyện nỗ lực thực hiện của vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh là vận động nhân dân đoàn kết tham gia phát triển kinh tế, tích cực giúp nhau giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống. Đời sống kinh tế được nâng cao, nhân dân tích cực phát huy vai trò chủ thể, đóng góp các nguồn lực xây dựng hạ tầng nông thôn. Trong 5 năm qua, Mặt trận Tổ quốc huyện Hàm Yên tuyên truyền vận động nhân dân làm mới trên 80 nhà văn hóa thôn, tổ dân phố, kiên cố gần 70 km kênh mương, trên 75 km đường nội đồng và đường vào vùng sản xuất hàng hóa và trên 140 km đường bê tông nông thôn, huy động được hơn 4,7 tỷ đồng quỹ vì người nghèo, góp sức cùng các cấp các ngành thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới.
Chúng tôi cũng tập trung vào thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Trước tiên là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân nhận thức được cái tầm quan trọng, cơ hội và lợi ích trong thực hiện cái xây dựng nông thôn mới và thực hiện chương trình giảm nghèo. Trong thời gian vừa qua thì Mặt trận Tổ quốc huyện Hàm Yên cũng đã vận động ủng hộ xây dựng quỹ vì người nghèo của huyện, hỗ trợ làm nhà đại đoàn kết để góp phần đảm bảo tiêu chí về nhà ở những cái xã mà thực hiện lộ trình về xây dựng nông thôn mới. Từ những kết quả đạt được đã khẳng định vai trò quan trọng của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc trên địa bàn huyện Hàm Yên, không chỉ đóng góp thực hiện thành công chương trình xây dựng nông thôn mới mà còn là cầu nối gắn kết giữa ý Đảng, lòng dân cùng phát huy truyền thống đoàn kết ở các địa phương. Sáng nay mùng 1 tháng 8, Ban Chỉ đạo Trung ương Phòng chống thiên tai đã họp trực tuyến với 21 tỉnh, thành phố, bàn phương án ứng phó với diễn biến mưa bão những ngày tới. Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương Phòng chống thiên tai, chủ trì cuộc họp. Sáng sớm ngày mùng 1 tháng 8, áp thấp nhiệt đới ở vị trí ngang với tỉnh Quảng Bình, cách bờ biển nước ta 450 km về phía đông. Dự báo trong ngày mùng 1 tháng 8, áp thấp nhiệt đới sẽ mạnh lên thành bão và đi vào khu vực ven biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Nghệ An. Chiều mùng 2 tháng 8, bão có phạm vi gió bao trùm toàn bộ khu vực Biển Đông. Đến sáng nay, hơn 46.000 tàu thuyền đã được thông báo hướng dẫn di chuyển tránh trú bão. Từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 5 tháng 8 năm 2020, sẽ có mưa lớn trên diện rộng, Bắc Bộ và Bắc Tây Nguyên. Lượng mưa lên đến 350 đến 400 mm mỗi đợt. Bắc Trung Bộ có nơi mưa đến 500 mm mỗi đợt. Các hồ chứa Sơn La, Hòa Bình, Tuyên Quang, Thác Bà có tổng dung tích đón lũ 4,1 tỷ mét khối. Phải dồn sức cho các cái hồ nhỏ mà dung tích ít, mà mưa lớn như thế, độ dốc như thế, tích thủy rất nhanh như thế mà không chú ý là xảy ra, mặc dù là sức chứa không phải quá lớn, nhưng để xảy ra thì thiệt hại vô cùng đối với lưu vực. Hai nữa là cái nhánh thủy điện, đặc biệt thủy điện nhỏ, hết sức lưu ý. Cái chỗ này mà không kiểm tra đôn đốc phối hợp với ban chỉ huy của các tỉnh là rất căng. Đấy là chỗ này đặc biệt chú ý. Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai chỉ đạo các bộ ngành địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến của áp thấp nhiệt đới và chủ động biện pháp ứng phó. Yêu cầu các địa phương trong vùng ảnh hưởng chủ động các phương án với phương châm 4 tại chỗ, nhưng đồng thời phải gắn với việc phòng chống dịch COVID có hiệu quả. Khẩn trương kiểm đếm tàu thuyền hoạt động trong khu vực nguy hiểm, hướng dẫn neo đậu an toàn, rà soát khu vực nuôi trồng thủy sản, tùy theo diễn biến áp thấp nhiệt đới, chủ động cấm biển, chỉ đạo lực lượng xung kích phòng chống thiên tai, rà soát các khu dân cư ven sông, suối, hạ lưu hồ, đập, khu vực có nguy cơ xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, phát hiện xử lý vật cản gây tắc nghẽn dòng chảy, chủ động sơ tán người dân đến nơi an toàn, kiểm tra các trọng điểm đê điều xung yếu, các hồ đập bị hư hỏng, xuống cấp, đang thi công, bố trí lực lượng sẵn sàng xử lý sự cố ngay từ giờ đầu, sẵn sàng các phương án tiêu nước chống úng, thoát nước khu vực đô thị, khu vực trung bộ khẩn trương thu hoạch lúa hè thu, tránh thiệt hại do mưa lũ. Theo số liệu cập nhật, tính đến sáng nay, tổng số ca mắc COVID-19 trên toàn thế giới là trên 17,7 triệu ca, trong đó có trên 681.900 trường hợp đã tử vong. Dịch bệnh đã ảnh hưởng tới 213 nước và vùng lãnh thổ trên thế giới. Danh sách 5 quốc gia đứng đầu bảng thống kê dịch bệnh COVID-19 gồm Mỹ, Brazil, Ấn Độ, Nga và Nam Phi. Riêng nước Mỹ đã có gần 4,7 triệu ca mắc, hơn 156.000 ca tử vong. Trong ngày hôm qua, quốc gia này đã có thêm hơn 62.000 ca nhiễm mới. Dịch bệnh đang gia tăng nhanh nhất ở châu Mỹ, trong bối cảnh làn sóng COVID-19 đầu tiên lên đến đỉnh điểm tại một số quốc gia và làn sóng thứ hai xảy ra tại một số nước khác, nhiều nơi đang áp dụng các biện pháp hạn chế xã hội nghiêm ngặt. Tổ chức Y tế Thế giới WHO hôm 31 tháng 7 cảnh báo, mặc dù các nỗ lực phát triển vaccine đang được đẩy mạnh, nhưng thế giới phải học cách sống chung với COVID-19 và chiến đấu với nó bằng các công cụ mà chúng ta có. Theo cơ quan thống kê châu Âu, GDP quý 2 trong năm nay của khu vực đồng tiền chung châu Âu Eurozone đã giảm 12,1%, là mức giảm mạnh nhất kể từ năm 1995 đến nay. Các biện pháp đóng cửa do đại dịch COVID-19 đã làm gián đoạn nguồn cung và giảm nhu cầu của cả khu vực Eurozone. Nhiều nền kinh tế thành viên cũng hứng chịu những tác động mạnh, trong đó Đức, Pháp, Italia, Tây Ban Nha sụt giảm từ 10 đến hơn 18%. Đối với Đức,
mức sụt giảm GDP trong quý 2 năm 2020 lên tới 10,1%, là mức sụt giảm mạnh nhất kể từ khi nước này bắt đầu thống kê GDP theo quý từ năm 1970. Dự báo GDP trong cả năm 2020 của Đức sẽ sụt giảm 6,3%, trước khi tăng trở lại mức 5,2% vào năm 2021. Để đối phó với đợt suy thoái lớn nhất trong lịch sử, EU đã nhất trí về gói phục hồi trị giá 750 tỷ euro nhằm trao các khoản vay và hỗ trợ cho các nước bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch COVID-19. Thái Lan chuẩn bị ra mắt dịch vụ phà điện thương mại đầu tiên như một phần trong nỗ lực khắc phục ô nhiễm không khí nghiêm trọng tại nước này. Chiếc phà được phát triển bởi công ty năng lượng tái tạo Thái Lan, năng lượng tuyệt đối, đã được công bố vào ngày hôm qua dọc theo sông Chao Phraya gần Bangkok. Công ty cho biết chiếc phà này được cung cấp năng lượng từ pin lithium ion, có thể chở tới 200 người và đi được 80 km trong một lần sạc 20 phút. Việc ách tắc giao thông đường bộ đã trở thành một vấn đề nghiêm trọng ở Bangkok do sự gia tăng dân số tại nước này. Giao thông đã giảm gần đây do sự bùng phát của dịch COVID-19, nhưng ô nhiễm không khí vẫn là một vấn đề nghiêm trọng. Công ty cho biết có kế hoạch đưa 20 phà điện vào hoạt động nối Bangkok với các khu vực ngoại thành. CEO Somphot Ahunai nói rằng việc chuyển đổi sang ô tô điện, xe buýt và phà sẽ cải thiện bầu không khí ở thủ đô. Sau đây chúng tôi xin cập nhật những thông tin mới nhất về tình hình phòng chống COVID-19 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Tính đến 16 giờ chiều nay tại Tuyên Quang đã rà soát có 944 người đi từ Đà Nẵng về. Số mẫu xét nghiệm trong ngày là 235 mẫu, số mẫu có kết quả trong ngày là 16 mẫu, đều có kết quả âm tính, không nhiễm COVID-19. 709 mẫu đang chờ kết quả. Hiện nay, ngành y tế vẫn tiếp tục rà soát và khuyến cáo đến người dân những trường hợp đi từ vùng có dịch trở về địa phương cần báo cho cơ quan chức năng để được khai báo y tế và quản lý theo dõi sức khỏe. Như vậy, hiện tổng số trường hợp nghi ngờ đang được cách ly theo dõi trên toàn tỉnh là 1.001 trường hợp, trong đó có 207 trường hợp có quyết định cách ly tại nhà, 776 trường hợp tự theo dõi, 12 trường hợp đang cách ly tại cơ sở y tế, 6 trường hợp cách ly tại cơ sở cách ly tập trung, 999 trường hợp không sốt, sức khỏe bình thường, được hướng dẫn cách ly theo dõi sức khỏe. 2 trường hợp ho sốt đang được cách ly tại bệnh viện, cơ sở y tế. Thông tin trong mục 60 giây cập nhật đã kết thúc chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và ngay sau đây sẽ là thông tin về tình hình thời tiết các địa phương trong tỉnh. Tin bão khẩn cấp cơn bão số 2. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 16 giờ ngày 1 tháng 8, vị trí tâm bão ở khoảng 18,7 độ Vĩ Bắc, 108,6 độ Kinh Đông, trên đất liền phía nam đảo Hải Nam Trung Quốc, cách bờ biển các tỉnh Thái Bình, Nghệ An khoảng 330 km về phía đông nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão giật cấp 8, từ 60 đến 75 km/h, giật cấp 10. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên, khoảng 130 km tính từ tâm bão. Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được từ 15 đến 20 km, đi vào vịnh Bắc Bộ. Đến 4 giờ ngày 2 tháng 8, vị trí tâm bão ở khoảng 19,1 độ Vĩ Bắc, 106,9 độ Kinh Đông, trên vùng biển từ Thái Bình đến Nghệ An. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão, mạnh cấp 8, từ 60 đến 75 km/h, giật cấp 10. Trong thời gian từ 12 đến 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15 km, đi vào đất liền các tỉnh Bắc Trung Bộ và Nam Đồng bằng Bắc Bộ, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Đến 16 giờ ngày 2 tháng 8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 19,8 độ Vĩ Bắc, 105,1 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, từ 40 đến 50 km/h, giật cấp 8. Trong 24 đến 36 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, đi sâu vào đất liền và yếu thành vùng áp thấp trên khu vực Thượng Lào. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Theo Đài Khí tượng Thủy văn Tuyên Quang, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 2, sau là giải hội tụ nhiệt đới, đêm nay mùng 1 tháng 8, các khu vực trong tỉnh có mưa rào, cục bộ có nơi có mưa to và dông. Từ ngày mai mùng 2 tháng 8 đến ngày mùng 5 tháng 8, có mưa vừa mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa cả đợt phổ biến từ 150 đến 250 mm, có nơi trên 300 mm trên một đợt. Trong cơn mưa dông cần đề phòng khả năng xảy ra lốc sét và gió rất mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc sét cấp 1. Tin mưa lớn diện rộng và cảnh báo lốc sét, gió rất mạnh trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Trưa nay mùng 1 tháng 8, áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão,
cơn bão số 2 có tên quốc tế là Sinlaku. Do ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới kết hợp với hoàn lưu cơn bão số 2, đêm nay mùng 1 tháng 8 và ngày mai mùng 2 tháng 8, các khu vực trong tỉnh có mưa rào, cục bộ có mưa to và dông. Từ đêm mùng 2 tháng 8 đến ngày mùng 5 tháng 8 có mưa vừa mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa cả đợt phổ biến từ 150 đến 250 mm, có nơi trên 300 mm trên đợt. Trong mưa dông cần đề phòng khả năng xảy ra lốc sét và gió rất mạnh, cấp độ rủi ro thiên tai do lốc sét cấp 1. Bản tin dự báo thời tiết đêm mùng 1 ngày mùng 2 tháng 8 năm 2020. Khu vực vùng núi phía Bắc gồm các huyện Hàm Yên, Chiêm Hóa, Na Hàng, Lâm Bình, nhiều mây, đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, ngày có mưa vừa mưa to và dông. Trong cơn dông cần đề phòng lốc sét và gió rất mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 32 độ, độ ẩm thấp nhất từ 85 đến 90%. Khu vực đồi núi phía Nam gồm các huyện Yên Sơn, Sơn Dương, nhiều mây, đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, ngày có mưa vừa mưa to và dông. Trong cơn dông cần đề phòng lốc sét và gió rất mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 32 độ, độ ẩm thấp nhất từ 85 đến 90%. Khu vực thành phố Tuyên Quang gồm 15 xã phường, nhiều mây, có mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to. Trong cơn dông cần đề phòng lốc sét và gió rất mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 32 độ, độ ẩm thấp nhất từ 85 đến 90%.